Chào bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Thì mình là Lộc đây. Như đợt trước mình có làm một video á để nói về cái cá mà những cái trại cá ở Sài Gòn á, người ta xả ra đó, người ta xả để tránh dịch với lại để giảm bớt cái số lượng á. Thì hôm nay mình có đặt một cái đơn cá từ một cái trại ở Sài Gòn để coi thử xem tình hình nó như thế nào. Thì bây giờ các bạn cùng với mình xem nha. Ok các bạn, cái thùng cá thì vừa mới về luôn. Theo như được biết á, thì mình nó đã gửi cách đây 4 ngày rồi các bạn. Mình đã khui ra rồi. Đó. Thì nó được gửi cách đây là 4 ngày. Cá được gửi cách đây 4 ngày thì nguyên trạng ở bên trong các bạn thấy nè. Nó cái bịch nó xẹp hết, xẹp lép hết trơn à. Thì để xem cá này mình lấy là thuộc dạng là cá cá giống đó các bạn. Cá giống á, cho nên là để xem thử coi nó có, đây là mình đang mua người ta giảm giá 50%, thì thử xem nó có đúng với cái giá trị. Và các bạn thấy rồng rồng không, cái bộ rồng này khá là đẹp. Đây mình lấy con đầu tiên ra này các bạn, nó vây lưng rất là cao luôn, rất là đẹp, con mái vây lưng dựng nè đó. Thì để mình xem cái giá trị và cái chất lượng nó có thay đổi gì nhiều không. Nhưng mà cái bì thì nó xẹp hết rồi các bạn, coi có con nào chết không nữa. Đó, mình đặt về con này thì mất cái vây lưng rồi bạn. Đó, cái vây lưng ở trên này nó cục ngủng mà. Đuôi thì đẹp nhưng mà vây thì cục. Như ngày trước mình có lấy á, thì thường á, hồi trước dịch á, thì cá người ta, những cái cá này thuộc dạng như là cá, cũng dạng cá lựa các bạn, cá tuyển á, chứ cũng không phải là cá sĩ đâu các bạn. Cho nên là người ta phải lựa cho mình những con cá đẹp. Nhưng mà mình thấy ở đây thì cũng tạm thời mình lấy ba bịch ra thì nó cũng chưa có gì gọi là đặc sắc. Rồng thì khá là đẹp các bạn. Đơn này mình lấy về là 1,5 triệu. 1,5 triệu mà được chân nay đây. Đó. Để mình xem thì coi cái việc giảm giá, đây là Dumbo các bạn. Đó, để cái việc giảm giá và cái chất lượng cá thì nó như thế nào, hay là ở ngoài đó người ta xả cá, người ta xả những con cá xấu thôi. Mình mua ra thì giá trị cũng cặp như vậy thì cũng cả 100.000 đó các bạn. Thì thấy cũng, đây là Dumbo màu sắc các bạn. Thấy cũng tạm ổn, cá đi 4 ngày rồi, quéo queo luôn rồi các bạn. Tạm ổn. Rồng đẹp không bạn? Đó, thì Dumbo mình sẽ lấy đây Dumbo các bạn. Nhiều Dumbo. Dumbo thì còn quá là nhỏ, quá là tơ luôn. Quá là nhỏ, quá là tơ. Dumbo khá tơ. Thì hy vọng rằng sẽ không có con nào chết ha. Rồi, mình sẽ lấy ra đây và tí hồi mình bỏ hồ sâu để cho các bạn xem. Đó. Nhưng mà tạm thời nhìn ở đây thì nó không sao, không sao là cũng ổn rồi đó các bạn. Ồ quá, rồng, rồng đẹp. Này màu sắc, combo, này rồng. Cá đi 4 ngày. Ok. Như các bạn biết á, là dường như là cái đợt dịch này thì trại cá nào người ta cũng xả hết. Mình đang lấy cá ở đây là với giá trị là giảm 50% so với giá bình thường. Thì cái cá này mình lấy là cá giống, cho nên là người ta phải lựa cho mình, tuyển lựa cho mình chứ không phải là cá sĩ. Thì mình đặt cái này về là mình đặt đặt thử thôi các bạn. Mình thì vẫn đang còn cá nhưng mà mình về cái này mình đặt thử thôi. Mình đặt thử để xem coi cái tình hình người ta xả cá ở Sài Gòn, người ta xả cá là người ta xả có đúng thực tế hay không. Hay là người ta cứ lấy
chuyện giảm giá ra rồi đóng cho mình những cái cặp cá mà không ưng ý. Ok các bạn, hiện tại thì không có con nào chết ha. Lũng nước rồi. Không có con nào chết. Rồi các bạn cùng với mình thả cá nha. Bây giờ mình sẽ, nước thì mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Rồi mình sẽ lấy hết vô trong cái hồ cá, hồ nước sẵn của mình. Như đây thì đây. Sẵn đây mình thả cá và mình nói luôn. Với những cái cá mới về như vậy á thì các bạn cần phải chuẩn bị nước sẵn nè, sủi oxy nè. Đó. Nhưng mà cái này là mình trữ nước dư ra thôi, mà mình sẽ múc nó ra. Nhưng mà các bạn nên để nước thấp ha, chứ không phải nước cao vào đâu nha. Mình ngâm ra đầu tiên mình sẽ múc nước ra, chứ không phải là để nước cao như vậy đâu. Nên để nước thấp. Đó. Thì mình sẽ bắt hết vào đây và quay lại cho các bạn. Ok các bạn, thì sau khi mình đã kiểm tra cá xong hết thì mình có một cái kết luận như thế này. Đối với những cái cá mà xả ở Sài Gòn á, thì thật ra nói thì so với chất lượng trước dịch và sau dịch thì nó cũng không khác nhau. Đó, nên mình nghĩ thì cái giá hiện tại bây giờ đang rẻ thì các bạn nên mua vào để về nuôi. Đó, thì cá rất là ok luôn. Nó đi 4 ngày rồi về mà nó vẫn khỏe nữa các bạn. Đó, cá thì rất là ok, đẹp. Thì đây là cái đơn hàng mà mình đặt, mình test thử để mình xem thử coi cá đồ nó ra sao. Thì mình thấy rất là tốt, cá rất là tốt. Đó, màu sắc lên đẹp. Đẹp. Đây bơi to, đậm, lên vậy. Đó. Rồi, ok các bạn ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Và mình sẽ làm những video hay hơn gửi đến cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Còn về những cái con cá này á, thì khi mình đã form, mình sẽ nuôi dưỡng, mình form nó lên đẹp thì mình sẽ quay cho các bạn xem vào một cái video khác. Rồi, ok. Bye các bạn, hẹn các bạn vào những video lần sau.